VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn đã bao giờ gặp phải vấn đề là phải từ chối khi bạn bè rủ nhau tụ tập ở quán karaoke? Hoặc nếu như các bạn tham gia thì cũng ít khi cầm mic và không bao giờ hát trọn vẹn hết một bài, vì các bạn lo sợ giọng hát của mình sẽ bị mọi người chê cười, và ngay chính bản thân các bạn cũng không biết là nó có gây ấn tượng được với mọi người hay không. Quả là một vấn đề nan giải, xua tan mọi buồn phiền, hôm nay VDA sẽ giúp cho các bạn cầm tay đưa lối với những mẹo vặt nhỏ giúp cho các bạn hát hay như ca sĩ, và đặc biệt là khiến cho hội bạn thân của các bạn sẽ bất ngờ đến bật ngửa. Đầu tiên, hãy chọn cho mình một vài bài hát tủ. Đó là những bài hát mà bạn chắc chắn sẽ hát đúng nhịp, không có chuyện cố gắng cào rú đến mất giọng, lạc tông hay xuống trầm như đàn độc truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Những bài tủ nên là những bài dễ hát, quen thuộc để có khán giả có thể hưởng ứng theo bạn. Dĩ nhiên, những bài hát khó nhằn không phải là một sự lựa chọn hay cho dù bạn có thích nó đến mấy. Đừng chọn những thứ quá sức vì chúng có thể khiến màn trình diễn của bạn bị phá sản. Bên cạnh đó, hãy nghe đi nghe lại nhiều lần và học thuộc lời của bài nhạc bạn chọn sẽ giúp bạn tập trung hơn khi hát. Để biểu diễn tốt một bài hát, bạn cần phải luyện tập, hát nó thật nhiều để giúp bạn nắm vững từng tiết tấu nhỏ. Hãy giữ thói quen tập hát thường xuyên khi rảnh rỗi. Thêm vào đó, luyện tập cùng với các bạn beat karaoke trên YouTube cũng là cách giúp bạn mau chóng làm chủ được nhịp điệu của bài hát hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn vẫn chưa phải là ca sĩ thực thụ, bảo vệ giọng hát của bạn đó mới là điều quan trọng. Luôn hát vừa sức, đừng cố gắng gào gú nếu không thể lên quá cao. Bên cạnh đó, việc mở một live show theo kiểu tôi và những người bạn không phải là ý hay đâu. Hãy nghỉ ngơi trong khoảng thời gian 2 đến 3 bài để đảm bảo chất lượng giọng của bạn và cũng thể hiện rằng bạn không phải là kẻ thích chiếm mic của mọi người. Uống nhiều nước nhưng hạn chế các đồ uống kích thích có cồn. Nếu sau cùng bạn vẫn còn thiếu chút tự tin, việc lôi kéo một đồng minh để hỗ trợ những đoạn khó là điều rất nên làm. Vấn đề không phải là bạn chia sẻ đất diễn, mục đích là để bạn tập trung và thoải mái hơn ở lượt hát của mình. Cuối cùng, một phong cách biểu diễn ấn tượng là thứ mà bạn cần để gây sự bất ngờ cực mạnh cho cả hội bạn của mình. Bù đắp những yếu điểm về giọng ca bằng vài động tác nhảy nhót đơn giản có thể giúp bạn khuấy động không khí lên đến cao trào. Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và tự tin của bạn. Các bạn đừng quá quan tâm đến việc là mình có năng khiếu hát hay không, tại vì dân chơi đã có câu hát hay không bằng hay hát. Các bạn hãy cứ thả lỏng, hát đúng nhịp và quậy hết mình là đủ sức trở thành tâm điểm, khuấy động cuộc vui với bạn bè của mình rồi. Còn bây giờ, các bạn hãy ngay lập tức cùng VDA luyện tập để thể hiện hết mình trong những cuộc vui sắp tới.